Đây, mình quay cây bí đao cho mọi người xem nha. Nhỏ mà có vỏ đây. Bông quá chừng luôn nè. Đấy, ong đi hút mật nè. Quả nè. Đó, quả từ ở dưới nè. Đây, đây, đây. Cưng ghê chưa? Trời ơi, coi nè. Ôi, coi nè. Cưng ghê chưa? Đây nữa nè nha. Quay lên trên cho mọi người xem nha. Đây đây, ôi quả to quá chừng luôn, đây nữa nè. Trời ơi, có con bướm nó bay bay nữa kìa. Quá chừng bông luôn. Trời ơi, mỗi một nách là một quả luôn. Đây nè, trời sao mà sai dữ vậy, đây nè. Thánh thần thiên địa ở đây nữa nè, trái nữa nè. Quá trời trái luôn. Để mình chui xuống dưới đây, mình coi dưới coi, nó có rớt xuống đây chưa. Ở đây nè. Ôi yêu quá, đây nè, mỗi một nách là một quả, một nách là một quả. Ôi sao mà sai quá vậy, đẻ sai quá vậy, đất tốt. Đất quá trời tốt luôn. Về mình phải đổ đất vô nữa mới được. Quá trời thương luôn. Còn qua đây rau lan, ôi trời ơi, rau lan nó tốt quá trời tốt đi. Rồi. Rau lan ú nu rồi, cái lá bự như cái mặt luôn. Còn cái chanh nè, chùa chanh út nè. Cái nút nè, đấy, cái nút nè, quả nào quả nấy, như trái cam sành Việt Nam vậy đó. Như cái cam sành đó, trái bưởi luôn nè, trái này là giống trái bưởi luôn, chứ không phải trái cam đó nè. Ủa, quá trời bự luôn. Yêu quá yêu luôn. Ôi, tốt quá. Bên đây, rau muống, đây, cắt rồi đó. Chưa cắt nó còn xum xê nữa. Còn bên đây là ra mồng tơi khỏi chê luôn. Tẹt dời ở mặt trời luôn. Trời ơi, xanh lách nè, ngọn nó lên luôn rồi, nó sắp ra bông luôn rồi. Cưng quá trời cưng luôn. Đây là mấy em gà đây, túc 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 túc. Kiếm ăn hả con? Bên đây đây, rau dền đây, quá chừng tốt luôn. Trời, qua đây nè, coi bên đây mới hấp dẫn nữa nè. Bên đây là một dàn bí đây, mê cung. Mê cung. Quá chừng luôn, nó tốt, nó xanh ôm. Trời, mới tuần trước qua khác, bữa nay qua khác. Còn mình tuần trước với bây giờ y chang nhau. Không gì thay đổi. Tốt ghê luôn ta ơi. Đúng là phân gà nó tốt dễ sợ. Đi qua quay bùn chuối rồi. Chuối này cưng quá trời cưng luôn nè. Đây. Ôi ôi, con chuối nè, uống ngu luôn. Quá ngon luôn.